Những thông tin giá cả thị trường sẽ tiếp tục chương trình ngày mới. Hôm nay chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị giá lúa gạo, giá mít và giá sầu riêng. Mời quý vị cùng theo dõi. Ghi nhận tại các chợ lẻ, giá gạo thường dao động quanh mốc 15.000 đến 16.500 đồng một ký. Gạo thơm Jasmine 17.000 đến 18.500 đồng một ký. Gạo nàng nhen 26.000 đồng một ký. Thơm thái hạt dài 19.000 đến 20.000 đồng một ký. Gạo hương lai 19.500 đồng một ký. Gạo trắng thông dụng 17.000 đồng một ký, gạo nàng hoa 19.500 đồng một ký, gạo sóc thường 18.500 đồng đến 19.500 đồng một ký, gạo sóc thái 28.500 đồng một ký, gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng một ký, gạo Nhật 22.000 đồng một ký. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam chững lại và đi ngang sau phiên điều chỉnh giảm. Theo đó, gạo 5% tấm duy trì ở mức 653 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm ở mức 633 đô la Mỹ một tấn. Theo các thương lái, giá mít ruột đỏ năm nay biến động rất mạnh, thay đổi liên tục. Cụ thể, đầu tháng 11, giá mít ruột đỏ mua tại vườn là 100.000 đồng một ký, hàng loại một, các loại khác ở mức 70-90.000 đồng một ký. Đến khoảng giữa tháng 12, giá mít có tăng lên, nhưng đến thời điểm này, giá thu mua tại vườn chỉ còn 35.000 đồng một ký loại 1, còn lại là 25.000 đồng một ký và 15.000 đồng một ký cho hàng loại 2, loại 3. Mức giá này so với cùng kỳ năm ngoái thấp hơn rất nhiều. Hiện nhiều nhà vườn trồng sầu riêng bước vào thu hoạch trái nghịch vụ. Ở thời điểm này, giá sầu riêng đạt mức kỷ lục. Trong đó, sầu riêng giống Monton giá từ 138.000 đến 140.000 đồng một ký. Các giống khác giá cũng từ 120.000 đến 130.000 đồng một ký. Với mức giá này, mỗi ký trái sầu riêng nhà vườn thu lãi trên 70.000 đồng.